Giới tiên tri nhận định tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tháng 6 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu đất đốn đổ bách. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Mậu Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ nắm bắt được vận mệnh của mình. Thì những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần này vẫn sẽ có cơ hội để vất lên như diều gặp gió. Hơn nữa, được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, từ đó vận trình công việc được hanh thông và con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thênh thang. Và để cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình của những quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch này, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây là con người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng, khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với những người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực, làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong một thời gian dài. Tuy nhiên vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với con người. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Mậu Tuất vẫn luôn hết mình với công việc, lấy trách nhiệm, làm tròn, cho nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần phải chú ý tới chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ thì tốt nhất nên tránh xa. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để giải quyết, tránh những thị phi không mong muốn làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng Đinh Mùi cho thấy gia chủ Mậu Tuất trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ và nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến cho con đường thăng tiến của bạn hạn hẹp đó là bởi vì lý do tuổi tác. Điều này khiến cho tham vọng của bạn bị giảm sút, gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại và không muốn tranh đấu, thay vào đó là dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển.
Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm mới thấy rất khó để nắm bắt. Do đó muốn làm giàu trong năm nay, đó là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình. Và nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải trả giá một cách đáng tiếc. Tháng này, những người tuổi Mậu Tuất đang có phần ưa hưởng thụ quá đà. Tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như là muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Mậu Tuất quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Mậu Tuất cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ dàng cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến cho bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn xích mích với người khác, thậm chí đến mức động chân động tay thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý vị gia chủ Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng một cách tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên nếu còn đơn độc, vẫn rất có thể đến được với một ai đó. Dù cố gắng mở lòng, nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Tháng này quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên có đôi khi bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không thì quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa.
ngày âm lịch ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm thành đầu thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.